Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Vũ Đại Gaming. Và vẫn là mình, Dragonnet. Và ngày hôm nay mình sẽ làm một video hướng dẫn cơ bản dành cho những anh em chơi từ season thấp lên season cao, cũng như là những anh em chưa hiểu rõ về bảng Master 5 và cách sử dụng nó, cũng như là cách tăng Master 5 sẽ như thế nào. Đầu tiên mình sẽ cần giới thiệu sơ qua một chút về bảng Master 5. Rồi, để có thể mở được bảng Master 5 thì đầu tiên chúng ta sẽ phải làm nhiệm vụ cấp 5. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ cấp 5 thì có hai cách để anh em có thể mở được bảng Master 5. Cách đầu tiên, anh em có thể nhấn cho mình tổ hợp phím C để mở bảng thông số nhân vật. Ở trên góc phải của thông số nhân vật, anh em nhấp cho mình vào chỗ 5TH. Đây là bảng Master 5 của chúng ta. Sau khi anh em mở ra được thì ban đầu tại bảng Master 5 của anh em sẽ là trắng như thế này. Và anh em cần nâng cấp level từ 1.2 lên đến 1.400, 1.500 thì mới có thể mở phun ra được hết tất cả ba hàng là màu xanh da trời, màu xanh lá cây và màu tím như mình nhé. Và ban đầu thì sẽ cho chúng ta ba thể loại card để cho em thả vào. Đầu tiên đó chính là extra dam, extra nút dam này và bot dam cũng như là AOE dam. Lát nữa mình sẽ giới thiệu ba cái dòng này cụ thể nhé. Cách thứ hai để anh em có thể mở được bảng Master 5 thì anh em có thể nhấn cho mình tổ hợp phím Control và nhấn cho mình phím G nhé. Thì anh em cũng có thể mở được bảng Master 5 như trên màn hình. Rồi, sau khi mà anh em mở được bảng Master 5 thì làm sao anh em có thể nâng Master 5 lên được, thì anh em sẽ cần phải có nguyên liệu, đó chính là thẻ Ability. Và thẻ đó như thế nào? Ở đây mình đã có hai loại thẻ Ability cho anh em thấy, đó là Ability bình thường và Ability khóa. Đối với Ability khóa và bình thường này, chúng ta đều có thể nhặt được ở map Brunin trở lên nhé. Tức là map Brunin cao thung level 1160, có thể nhặt ở map Under, Dragonnet, Bloody Tắc Cán cũng như là map cuối cùng là Iceland. Thì 5 cái map này thì chúng ta đều có thể nhặt được hai là thẻ này nhé. Đối với thẻ Ability khóa thì chúng ta có thể nhặt được ở tất cả các quái vật ở bài quái bình thường nhé. Bài quái bình thường thì chúng ta đã có thể nhặt được rồi. Và thẻ Ability khóa này thì chúng ta không thể tra xe được, không thể giao dịch được nhé. Chúng ta chỉ có thể sử dụng cho chính bản thân chúng ta thôi. Còn đối với thẻ Ability bình thường này thì chúng ta có thể giao dịch được với cái khác, chúng ta có thể bán hoặc là gom lại như mình và sử dụng cho nhân vật chính. Và để có thể trade được thẻ Ability bình thường này thì chúng ta chỉ có thể trade được ở bài quái Elite từ map Running trở lên nhé. Rồi, trên đây là cái cách nhặt được hai cái loại thẻ này. Vậy sau khi nhặt được thì chúng ta nên làm thế nào để có thể nâng cấp lên thẻ Master 5? Thì đầu tiên mình sẽ cần với giới thiệu cho anh em một chút về bảng Master 5 của chúng ta. Bảng Master 5 của chúng ta sẽ có ban đầu là ba dòng dam cho anh em ép vào, đó chính là nút dam, bot dam và AOE dam. Đối với nút dam thì nó chỉ gây dam trên một mục tiêu nhé. Khi anh em đưa vào này đây và anh em khả Master 5 vào sử dụng thì nó sẽ gây dam lên quái vật, nhưng mà chỉ gây dam lên một quái vật thôi nhé. Còn đối với bot dam thì nó sẽ là gây dam lên hai quái vật, và tương tự AOE sẽ là gây dam lên tất cả các quái vật mà skill 5 của chúng ta có thể gây dam nhé. Tuy vậy thẻ ba loại thẻ này cũng sẽ có ưu và nhược điểm riêng. Đối với nút dam chỉ gây dam lên một quái vật nên sát thương mà nút dam gây ra sẽ là lớn nhất. Tương tự như vậy, bot dam sẽ là thấp thứ hai và AOE là sẽ là thấp nhất, nhưng mà có thể gây dam lên toàn diện rộng. Như đối với mình, khi mà mình sử dụng cho nhân vật DK thì mình sẽ sử dụng là nút dam, và mình sẽ dành cho skill Master 5 dùng để đi KS bot cũng như là đi trên một cách nhanh hơn nhé, KS bài quái. Rồi làm sao để chúng ta có thể chế tạo được các thẻ skill như này? Đây là các cái skill Master 5 của chúng ta, và làm sao chúng ta có được skill. Đây mình có thể đưa các skill vào và điều kiện và mở các skill này thì anh em thấy này, ở đây mình đã mở được hai skill của skill đấm kiếm, tức là skill blow nhé, và bên này là skill book. Thì làm sao để có thể mở được, lát nữa mình sẽ hướng dẫn với anh em luôn. Và ở bên dưới này tức là những cái ô thẻ để chúng ta khám vào đây nhé. Đấy, cái ô thẻ để chúng ta có thể khám vào, và các ô thẻ này nó sẽ có thứ tự là thẻ loại 1 này, thẻ loại 2 này, thẻ loại 3 này, thẻ loại 4, thẻ loại 5. Và sau khi anh em khảm đủ 5 thẻ này thì dòng Elite Card này của chúng ta sẽ được khảm vào nhé, tức là thẻ tinh anh. Và thẻ tinh anh này sẽ có những cái chỉ số cực kỳ quan trọng như là xuyên giáp, double down cũng như là triple down nhé. Rồi làm sao thì chúng ta có thể chế tạo được skill factor 5 như này. Đấy, đó là điều quan trọng các nhé. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em luôn. Tất nhiên đầu tiên chúng ta sẽ cần phải có là Ability Card, và chúng ta có thể sử dụng được cả Ability Quả cũng như là Ability bình thường. Và chúng ta sẽ cần thứ hai là Blade, Blade sẽ phải tốn rất là nhiều đấy nhé. Và cái thứ ba sẽ là Gen. Và để chế tạo thì chúng ta sẽ đi đến với nhân vật Trao Vô Binh. Anh em chọn cho mình là dòng đầu tiên và đi đến dòng là Ability Card đấy nhé. Chế tạo Ability Card ở đây anh em cũng có thể thấy dòng đầu tiên sẽ là chế tạo thẻ lần 1 này, lần 2 này, lần 3, lần 4 và lần 5, tương ứng với những cái thẻ mà hôm nay mình vừa nói. Nếu như mà anh em là chưa hiểu thì có thể tua lại để coi là cái đoàn hôm nay những cái thẻ là 1, là 2, là 3, là 4, là 5 là gì đấy nhé. Và thứ hai là thẻ Elite đấy nhé. Elite thì sẽ có là Elite của Blue này, Green này và màu tím này, Purple này, rồi về màu xanh nước da trời, xanh lá cây và màu tím đấy nhé. Và cái thứ ba của mình đó chính là skill card, cái mình đang cần để có thể đây là nhé, cái mình đang cần là skill card này, mình đang cần thẻ skill để mình có thể đưa vào bảng Master 5. Và cuối cùng là chế tạo đã nâng cấp thẻ đấy nhé. Rồi để chế tạo skill thì chúng ta sẽ vào chọn mục skill card đấy, và chúng ta sẽ đưa nguyên liệu vào. Ở đây mình sẽ có 4 nguyên liệu, và vì mình không đủ 50 thẻ quá nên mình không thể chế tạo bằng thẻ quá được đấy nhé. Và mình sẽ cần phải đưa thẻ bình thường vào. Và sau khi mình đưa thẻ bình thường thì mình sẽ cần nguyên liệu là 10B và 100 triệu gen nhé. Ở đây mình sẽ mở luôn cái bảng Master 5 để khi chế tạo cho anh em dễ dàng nhận thấy được. Đây mình tắt cái này đi cho đỡ rối. Rồi anh em sẽ nhìn dễ dàng nhìn thấy hơn. Ở đây anh em để ý này, mình có 1 này, 2 thẻ này với 00 này, 1/1 và 0/1. Bây giờ mình sẽ chế tạo 2 lần và thử nhé. Tầm 3 này, tỷ lệ là 100%. Và mình chế tạo được một cái Sword Blow MP đó, tăng thêm mana đây nhé, 1/1 đấy nhé. Rồi mình thử chế tạo thêm một lần nữa coi có ra được cái ô thẻ skill Master 5 tăng dòng AG không nhé. 2 này, ui nó lại lên 2 rồi nhé, ngon. Bình thường thì mình sẽ khá là xui khi mà mình mở skill nó sẽ toàn là ra bên chỗ skill book và skill mình không sử dụng. Nhưng hôm nay quay video cho anh em không hiểu tại sao nó lại hết như vậy. Anh em cho xin cho mình một like để ủng hộ nhé. Một lần nữa xem nó có ra không. Ui nó toàn ra cái thẻ này anh em này. Tiếp tục. Còn ra là con mở 4 rồi, toàn ra MP rồi anh em ạ. Có vấn đề rồi. Mình mở hết 200 thẻ rồi đấy. Chúng ta sẽ chọn lại Dragon Binh, chọn Ability Card này, chọn Skill Card đi nhé. Và đưa thẻ vào. Mình sẽ mở Ctrl G lên. Mình sẽ đưa vào ô này xem. Ồ, nó ra MP rồi nha. Rồi ok, chúng ta sẽ dừng lại ở cái việc chế tạo thẻ Skill Card đi nhé. Sau khi anh em chế tạo được thẻ Skill Card thì anh em sẽ đưa vào như mình này. Đây, ban đầu nó sẽ trống như nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đưa cái thẻ vào. Đấy, thẻ Skill vào. Đó, sau khi đưa thẻ skill vào thì chúng ta đã có được 2 skill. Và chúng ta có thể nâng cấp cái thẻ này lên bằng cách là chúng ta nhấp chuột phải và chúng ta sẽ chọn là Ability Level, tức là nâng cấp level cho nó. Và yêu cầu của nó là sẽ là cần tốn một cái thẻ Ability Skill này và 10 cái đá, một đá nâng cấp và 50 triệu gen. Đây, mình nâng cấp đến level 1 để anh em thấy chưa. Bây giờ mình nâng cấp tiếp hết. Nó sẽ cần 2 cái thẻ này nhé em ạ. Không đủ để cạc level up material. Mình hết đá rồi anh em ạ. Mình hết đá nâng cấp rồi. Đá nâng cấp bây giờ nha, để này nó cần 20 viên nâng cấp, nhưng mà bây giờ mình chỉ có 10 viên thôi. Chúng ta không đủ để nâng cấp nhé. Rồi, trên đây là mình vừa hướng dẫn anh em cách chế tạo skill card. Và sau khi có được skill Master 5 thì anh em cần chọn vào bảng skill cơ bản và anh em đưa cái thẻ, tìm cái thẻ mà skill card anh em vừa chế tạo, anh em đưa vào cái bảng skill cho mình và anh em lưu lại. Và sau đó anh em sẽ có là skill Master 5 ở bên dưới để anh em có thể sử dụng. Rồi tiếp tục đối với các loại thẻ khác thì như thế nào, thì ở đây mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách chế tạo thẻ 1, 2, 3, 4, 5 và thẻ elite một lần luôn nhé nhé. Đối với thẻ level 1 thì anh em vẫn tiếp tục chọn trao vương bính và chọn vào ability card, chọn option card là thẻ loại 1. Khi chế tạo thẻ loại 1 thì anh em sẽ chế tạo cần cái gì, anh em đưa thẻ vào này đó, nó sẽ cần 5 cái thẻ bình thường và 1 USB. Và thẻ loại 1 là những cái thẻ nào? Thẻ loại 1 như này mình đã nói với anh em, thẻ loại 1 đấy nhé, đấy anh em có thể thấy này, thẻ loại 1 này là nó sẽ là 1, 2, 3, 4 này, 1, 1, 1, 1, 1 nhé, tương ứng đối diện đối xử với nó sẽ là lời 2 này, đây là lời 2 này, đây cũng là lời 2 nhé. Đấy, bên này lời 3 và bên này cũng lời 3. Đấy. Và khi anh em chế tạo thẻ lời 1 thì nó sẽ ra đúng bất kỳ thẻ của màu xanh da trời hoặc là màu xanh lá cây hay là màu tím, bất kỳ nhé, chúng ta không thể lựa chọn được và nó sẽ tự động ra đúng. Đây mình sẽ chế tạo cho anh em thêm. Đấy, mình vừa chế tạo ra được một thẻ 511 Attack Power Grid này. Đây, thẻ đó là thẻ nào? Đấy, mình chọn đấy nha. Đấy nha. 5 này. 11 này. Đây 511 Defense này, đây này, 511 Attack Power Grid này đấy nha. Đây mình sẽ chế tạo thêm một lần nữa nha, thấy nhé. Đây mình đã mở sẵn thẻ lời 1 hết đây nha. Đây là chúng ta có thể lực vào filter và chọn thẻ lời 1 để chỉ hiển thị cả các thẻ lời 1 cho anh em thôi. Đấy mình vừa chế tạo được một cái thẻ màu tím này và nó là 11 Attack Power Grid luôn, màu tím. Đây màu tím này, 11 Attack Power Grid ngon quá, mình nâng lên luôn level 2 anh em. Không đủ luôn. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ thử với thẻ lời 2 nhé. Sau khi có thẻ lời 1 thì anh em có thể đưa vào đây, mình khảo vào nha. Ô đầu tiên mình tăng trên, ô thứ hai sẽ là mình defense 2. Đấy mình khảm đá thế nhé. Cái này thì mình sẽ xài 2 cái thuộc tính vì mình đang đi PVP nhé, mà mình không dùng PVM. Nếu như đi PVM thì anh em có thể tăng vào cái minimum attack power này anh em, thì nó sẽ lên đam cho anh em rất là nhiều. Tiếp tục với màu tím thì mình cũng sẽ học 2 dòng tương tự. Đấy 2 dòng thuộc tính anh em cũng có thể sử dụng là thẻ minimum attack power nếu như mà đi trên như nhé. Thì để có thể thay thế thì anh em chỉ cần bỏ nó ra rất là phải và anh em đưa nó vào. Đây là các cái thẻ lời 1 nhé. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ đi đến với thẻ lời 2. Thẻ lời 2 thì anh em chọn filter và chọn lời 2, anh em nhớ bỏ lần 1 đi cho đỡ thôi. Thì ở lời 2 ở đây thì anh em sẽ có rất là nhiều loại thẻ tương tự như vậy, mình sẽ chọn qua dòng thứ 2 và mình chỉ tạo cho anh em xem. Tinh rồi chúng ta có một cái skill attack power 3 slot với thẻ màu xanh là cái nào, mình sẽ chỉ cho anh em thẻ màu xanh đấy anh em, 2 slot này, 3 slot, đây skill attack power 3 slot đấy. Rồi tiếp tục chỉ tạo thêm một lần nữa ra agi, nó sẽ tăng agi lên cho anh em với thẻ màu tím đâu đây nhé. Rồi mình sẽ khảo cho anh em xem màu tím này, anh chị kẹp những ô màu tím vào thôi nhé. Đó bên này cũng màu tím này, màu tím của xanh dương này, là màu xanh dương này. Tiếp tục đấy xanh dương. Rồi đối với màu xanh lá cây cũng tương tự như vậy. Xanh lá cây mình chưa có về phần thuộc tính nhiều anh em nhỉ, mình sẽ chỉ tạo thêm một lần nữa xem có lá xanh dương không, lá xanh lá cây không, không ra anh em ạ. Lại ra màu xanh green nhưng lại là ra cái gì đây, nút grid dam. Ôi ôi ra cái này anh em này, ra màu tím tiếp bot dam, ra blue nút dam, mùi ra mấy cái thẻ nó nhiều quá anh em ạ. Ra màu tím 2 slot skill attack power, đây 2 slot skill attack power. Tiếp tục ra màu tím, trời ơi ra toàn thẻ tầm bậy không anh em ạ. Ra màu xanh ability card loại area, trời ơi là ra cái này. Rồi tương tự đối với thẻ loại 3, thẻ loại 3 thì chúng ta sẽ sử dụng lựa chọn thứ 3 và bỏ lại 2 đi. Ở đây mình cũng đã có một số thẻ anh em, nhưng mà mình vẫn sẽ để tạo cho anh em xem thẻ loại 3 nút dam attack power, trời ơi. Đấy anh em này, vừa mới mở ra đấy anh em. Maximum attack power. Rồi, đây mình sẽ tăng hết màu 3 này. Tăng maximum lên 6 điểm này, là 16 điểm đấy anh em. Ở đây thì là ớt thì là mình luôn này. Và phòng thủ thuộc tính đất này. Anh em cũng có thể sử dụng là maximum attack power grid này. Đây, để giúp PVM thì anh em sẽ lựa chọn những ô như này. Rồi, đối với một tính cũng tương tự. Đấy, anh em đưa vào. Đó. Rồi, đối với thẻ thứ tư thì như thế nào? Thẻ thứ tư thì chúng ta tiếp tục chọn option thứ tư. Chọn thẻ và chúng ta mở. Wire quên, chúng ta sẽ phải filter lại. Nó khá hơi là rắc rối đấy nhé. Đây, đấy, chúng ta vừa mở ra được một cái. Tăng phòng thủ lên 20 điểm. Đấy, tiếp tục. Tăng nút đam, trời ơi. Tiếp tục. Tăng defense success rate màu xanh green. Defense đi anh em. Đấy, tiếp tục chúng ta mở ra được một cái tăng đam hệ gió anh em. Đấy, mình sẽ đưa vào một cái tăng đẹp đó. Rồi tương tự ở dưới mình đã có một cái tăng phòng thủ xét thuộc tính và một cái tăng phòng thủ hệ gió mình cũng có thể sử dụng luôn. Đó. Rồi đối với một tím thì mình chỉ mới có được một cái tăng đám hệ gió lên 45 điểm đấy nha, và một cái phòng thủ bình thường. Chắc là mình sẽ phải chế tạo thêm một lần nữa. Rồi vinh này, tăng đám đẹp gió này nha. Vui tăng NE này lên 9 điểm này. Pentagram English Blue này. Pentagram tăng thêm 15 điểm phòng thủ của sách thuộc tính nhé. Đây mình sẽ sử dụng nó cho việc là thay hệ win đẹp win 15 điểm mà mình sẽ sử dụng thằng này. Đấy, toàn diện hơn anh em ạ. Tiếp tục. Boss down thì mình sẽ không sử dụng. Dilemma defense success rate. Defense English không dùng. Màu xanh mình đang cần lại một tím anh em ạ. Lại là màu xanh. Green này anh em, màu xanh này. Blue. Trời ơi. Còn là xanh là cây với xanh border không? Thì là mình defend. Thì là mình defend English à. Blue. Win attack power này nha. Là mình defending the rig này rõ kìa, không ra được cái khúc vô tính này. Boss down này một tính thì lại ra cả đám bay, không ra được cái mong muốn anh em ạ. Rồi chúng ta sẽ bỏ qua, tiếp tục mình sẽ đến với ô thứ 5 nhé. Để một tím đây mình khám tạm cái viên này vào. Đối với thẻ bài 5 thì cũng tương tự, chúng ta sẽ dùng ability card của chúng ta, mở và chúng ta nên lựa chọn là filter là 5 cho dễ nhìn. Lần 5 ở đây thì mình đã có hai dòng là về phòng thủ thuộc tính như là đam thuộc tính của hệ bóng tối như này. Đối với dòng xanh lá cây đấy nha. Đấy mình bỏ vào. Đó, xanh lá trời này. Xanh lá cây thì mình mới chỉ có một cái. Đấy nha. Mình sẽ cần phải mở thêm. Anh em ạ. Tương tự như vậy đối với bóng tính mình cũng chưa có. Thẻ lần 5 mình thiếu khá nhiều. Position đam thì là đám độc. Không cần, mình vừa mới mở ra đây nha. Đấy, sau khi mở ra được thì nó sẽ sáng lên như nhé. Màu xanh trong phòng thủ còn là blue không vậy? Không cần blue luôn. Vô và đám cái dòng cuối này không ạ. Mình cần mấy cái dòng đầu này nhé. Darknet Lemon. Rồi, một dòng này nha. Cần thêm một cái này nữa này nha. Không ra được rồi nhé. Rồi. Như vậy là mình đã khám xong. Đây mình bỏ tạm cái này vào. 5 thẻ option 1, 2, 3, 4 và 5. Sau khi chúng ta có 5 thẻ này thì chúng ta có thể khám được thẻ Elite nhé. Ở đây màu xanh là cây mình thiếu 2 ô nhé, mình sẽ phải khám vào đã. Đây nhé, đưa vào thôi. Lấy 2 này, lấy 2 thì nó sẽ lựa chọn lấy 2 và chúng ta đưa vào ô xanh là cây, tìm đến xanh là cây. Đây, bỏ lại 5 đi nhé, cho đỡ bị nhôm. Lấy 2 thì mình chưa có nào của xanh là cây nhé. Ta sẽ quay lại lấy 2 và chế tạo một tí. Ui, ra toàn những cái gì thôi nha mà. Sắp xếp 3 slot, 2 slot, skill rồi, hết B. Mình sẽ cần phải lấy thêm B tí lại nhé. Mình sẽ phải lấy thêm B. Rồi, ta sẽ quay lại, mở tiếp thẻ vải lấy 2. Mình đang cần thẻ lấy 2 này nhé. Filter này, lấy 2 này. Mình đang cần thẻ lấy 2 để có thể khám vào màu xanh là cây này. Không ra được rồi. Nút đam này. Trời ơi. Còn ra blue green, nút đam. Màu tím, attack success. Green như vậy. Ta tầm bày màu tím này, attack success rate tiếp đi anh em. Water defense blue. Ability card này, blue tiếp đấy nhé. Rồi mình sẽ sử dụng 8. Mình sẽ sử dụng 8 là cái tăng đám của win 5 lên đấy nhé. Đây, mình sẽ sử dụng 8 cái này. Rồi sau khi chúng ta mở được 1, 2, 3, 4, 5 thẻ như vậy thì chúng ta chuyển sang thẻ Elite. Elite thì chúng ta có thể lựa chọn được là blue hay là green nhé. Đây, đây là những cái thẻ Elite của chúng ta. Đối với blue thì chúng ta sẽ có rất là nhiều 6 loài chúng ta 8 loài chúng ta lựa chọn. Và ở đây thì mình sẽ sử dụng là double dam này nhé. Và cái mình muốn mở ra nữa là crit dam hoặc là full line nhé, là hai cái dòng khá là quan trọng. Tiếp tục mình sẽ có thể vào và mở. Ui, ra luôn crit này nhé, tăng crit 2% này. Còn luôn. Bên này tăng double dam thêm 1%. Rồi, đối với thẻ blue của màu xanh là cây thì chúng ta sẽ lựa chọn vào đây nhé. Ở đây mình cũng đã mở ra được là Excel Landam này nhé, và xuyên giáp 1%. Tương tự như vậy mình cũng đã mở ra được là tăng skill của Elite Card này. Đây, và chip của đam thêm 1%. Đó, thế đây là tất cả những hướng dẫn của mình để anh em có thể hoàn thiện bảng Master 5. Và đối với những cái ô mà anh em mở ra nhưng mà không có xài, đây mình sẽ hướng dẫn đến nha. Đây những ô 1 slot hoặc 2 slot này anh em không có xài thì anh em có thể bỏ nó đi bằng cách ability reduction để lấy stone nhé. Đó, nó sẽ về không lại và anh em sẽ có thêm đá đấy nhé. Hồi nãy là 10 đúng không, đã có thêm 2 này, à, bây giờ là 12. Ok nhé. Rồi, đến đây là hướng dẫn cơ bản của mình về bảng Master 5. Hy vọng là sẽ dễ hiểu một chút cho anh em và anh em có thể nắm được cái cách để có thể có được skill Master 5 cũng như là cách khảm các thẻ vào bảng Master 5 như thế nào. Và hy vọng video này sẽ giúp ích được ít nhiều cho anh em. Và anh em đừng quên để lại cho mình một like cũng như là một lượt đăng ký kênh. Bye bye và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo. Bye.